ương ban hành nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng. Thành tựu nổi bật trên mặt trận đối ngoại. Khống chế hiệu quả đại dịch COVID-19. Triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Chống tham nhũng, tiêu cực đi vào chiều sâu, nhiều quan chức cấp cao, đại gia dính đại án. Xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin tối cuối cùng trong năm 2022 trên kênh YouTube Báo Sức Khỏe Và Đời Sống. Thưa quý vị, chỉ còn vài giờ nữa, chúng ta sẽ tạm biệt năm 2022 và đón chào năm mới 2023. Nhìn lại một năm 2022 đầy biến động với những khó khăn do dịch bệnh hay nền kinh tế toàn cầu. Năm 2022 sắp đi qua với những dấu ấn đặc biệt về nỗ lực lớn lao, những thành tựu, kết quả rất đáng khích lệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Trong năm vừa qua, Việt Nam đã có những kết quả vượt ngoài mong đợi. Trong bản tin đặc biệt hôm nay, hãy cùng chúng tôi điểm lại 10 sự kiện trong nước nổi bật nhất trong năm 2022. Thưa quý vị, năm 2022, tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh, phức tạp, khó lường chưa từng có tiền lệ, vượt ngoài dự báo, tác động đến các nền kinh tế trên thế giới, ảnh hưởng trực tiếp, tiêu cực đến việc triển khai, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của nước ta. Trong bối cảnh đó, Trung ương Đảng đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng cùng với sự tin tưởng, tham gia tích cực của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp mà nước ta đã thực hiện thắng lợi, khá toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ, vừa tập trung phòng chống kiểm soát dịch bệnh, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả. Năm 2022, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 5 và 6 ban hành nhiều nghị quyết quan trọng để cụ thể hóa nghị quyết Đại hội 13 của Đảng hướng đến mục tiêu, đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Trên cơ sở đó, Quốc hội, Chính phủ đã thể chế hóa, cụ thể hóa thành các chương trình, dự án, quyết định cụ thể và tổ chức triển khai ngay trong thực tiễn, mở ra cơ hội phát triển bền vững, toàn diện của đất nước cả trước mắt và lâu dài. Trung ương Đảng đã ban hành 5 nghị quyết quan trọng. Nổi bật đầu tiên là nghị quyết số 27 về việc tiếp tục xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Tiếp theo là Nghị quyết số 28 với việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Tiếp đến là Nghị quyết số 29 với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Một trong những điểm nhấn thứ tư là Nghị quyết 18 với chủ trương quan trọng, bỏ khung giá đất, chuyển sang xác định mức phù hợp với giá phổ biến trên thị trường. Việc thu hồi đất chỉ làm sau khi phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư được phê duyệt. Đất công dùng không đúng mục đích sẽ bị thu hồi. Người có nhiều nhà, đất, đầu cơ đất, chậm sử dụng hoặc bỏ đất hoang sẽ bị áp thuế cao. Nghị quyết đã mở đường để Chính phủ xây dựng dự thảo luật đất đai, sửa đổi và chính thức trình ra Quốc hội với nhiều điểm đột phá như bỏ khung giá đất, xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường. Ngoài ra, lần đầu tiên, Bộ Chính trị ban hành 6 nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045 của 6 vùng kinh tế nhằm phát huy lợi thế của mỗi vùng, tăng cường tính liên kết nội vùng và liên kết vùng. Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội cũng đã quyết định chủ trương đầu tư 5 dự án giao thông trọng điểm, tạo đột phá về hạ tầng, kết nối không gian giữa các vùng trong cả nước. Sau 2 năm gián đoạn do dịch COVID-19, trong năm 2022, nhiều chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các chuyến thăm của lãnh đạo nước ngoài tới Việt Nam đã cho thấy nước ta đang tiếp tục khẳng định chính sách đối ngoại mở rộng, tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín quốc gia. Năm 2022 là năm nhộn nhịp của đối ngoại Việt Nam, sau 2 năm bị gián đoạn hoặc phải chuyển sang hình thức trực tuyến vì COVID-19. Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào cuối tháng 10, khi Trung Quốc vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng 20 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đạt kết quả toàn diện, góp phần củng cố, phát triển quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Các chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Singapore, Hàn Quốc, Indonesia, dự cấp cao APEC. Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Mỹ, Campuchia, châu Âu, dự hội nghị cấp cao ASEAN và các hội nghị liên quan. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Lào, Philippines, Úc và New Zealand, tiếp tục củng cố vị thế và vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế. Ở chiều ngược lại, nhiều lãnh đạo và đoàn cấp cao của các nước và đối tác từ các khu vực khác nhau đã đến Việt Nam trong năm nay như Nhật Bản, Úc, Malaysia, New Zealand, Ấn Độ, Đức, Nigeria, Singapore, Uganda, cùng Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Bên cạnh đó là các cuộc tiếp xúc bên lề hội nghị cấp cao, đa phương, khu vực và thế giới. Năm 2022 cũng đánh dấu việc tổ chức thành công năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam, Lào, Việt Nam, Campuchia. Việt Nam tiếp tục khẳng định chính sách đối ngoại rộng mở, tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín quốc gia. Điểm nhấn hoạt động đối ngoại của Việt Nam năm 2022 là tập trung tranh thủ nguồn lực cho phục hồi và phát triển, trong đó có việc kết nối lại giao thương và các chuỗi cung ứng, tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc hơn các mối quan hệ với các nước, thực hiện những nhiệm vụ đối ngoại đề ra tại Đại hội Đảng 13. Có thể khẳng định, năm 2022, thành công của các hoạt động đối ngoại đã cho thấy Việt Nam tự tin, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc hội nhập và phát triển đất nước, góp phần củng cố niềm tin của bạn bè, đối tác quốc tế, nhân dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài, đồng thời thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các đối tác, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới, đem lại thêm những cơ hội lớn vì một Việt Nam hùng cường thịnh vượng, vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Thưa quý vị, năm 2022 là năm có nhiều sóng gió lớn nhất với lĩnh vực y tế, phần lớn đã tác động tiêu cực tới dịch vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân. Nhưng năm 2022 cũng là năm chúng ta khống chế hiệu quả dịch COVID-19 sau gần 3 năm đại dịch. Đây được coi là thành công ấn tượng nhất trong năm 2022 của toàn dân và hệ thống chính trị nói chung, ngành y nói riêng. Tháng 10 năm 2021, Chính phủ xác định chuyển hướng chiến lược phòng, chống dịch sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 với mục tiêu bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân, hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc, ca chuyển bệnh nặng, tử vong do COVID-19, khôi phục và phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thực hiện mục tiêu kép, đưa cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới. Nhớ lại từ Tết Nguyên đán tới tháng 3 năm 2022, đã từng có thời điểm cả nước liên tục ghi nhận hàng chục ngàn ca mắc COVID-19 mới mỗi ngày. Các bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 đều chật kín, chỉ tiếp nhận ca bệnh rất nặng, nhiều người tử vong. Trong điều kiện đã mở cửa, cho phép du lịch, hàng không, học trực tiếp trở lại, việc số mắc mới gia tăng sau một năm 2021 rất nặng nề, khi dịch làm hàng chục ngàn người tử vong khiến nhiều người lo ngại, nhưng kinh nghiệm chống dịch dày dặn, hiệu quả của vaccine và việc biến chủng mới làm ca mắc tăng nhanh, nhưng tỷ lệ ca nặng có giảm giúp khống chế dịch. Nhưng bằng kinh nghiệm chống dịch trong thời gian dài, cộng với tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 cao và hiệu quả, biến chủng mới làm ca mắc tăng nhanh, nhưng tỷ lệ ca nặng giảm đã giúp khống chế dịch một cách tốt nhất. Hiện nay, số mắc mới COVID-19 dao động trên dưới 200 ca một ngày, số ca tử vong thấp, cuộc sống hoàn toàn trở lại bình thường. Tuy nhiên, sau những tháng ngày chống COVID-19 khốc liệt chưa từng có, ngành y tế năm 2022 ngổn ngang khó khăn, thách thức. Nổi cộm là vấn đề thiếu thuốc, vật tư. Số liệu thống kê giữa năm cho thấy 82% cơ sở y tế và 57% bệnh viện trung ương thiếu thuốc, vật tư tiêu hao, hóa chất. Những nỗ lực này năm 2022 sắp qua, khi điểm lại những sự kiện lớn nhất năm với y tế, người ta sẽ nhớ đến điểm sáng là những nỗ lực để phục hồi và mong năm 2023 những khó khăn sẽ qua đi. Trong bối cảnh kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn, lạm phát tăng cao và kéo dài tại nhiều quốc gia, thì tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2022 vẫn có nhiều chuyển biến rõ nét và được báo chí quốc tế nhận định lạc quan, bền bỉ. Tuy nhiên, phía trước vẫn còn nhiều thách thức, cần nhiều nỗ lực để tiếp đà tăng trưởng trong năm 2023. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2022 của Chính phủ cho thấy, ước cả năm 2022, tốc độ tăng trưởng GDP đạt khoảng 8%, vượt mục tiêu đề ra 6-6,5%. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 11 năm trở lại đây của kinh tế Việt Nam và cũng là mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực trong năm 2022. Nền kinh tế có nhiều điểm sáng khi kết quả kinh tế, xã hội cả năm dự kiến đạt và vượt 14 trên 15 chỉ tiêu so với kế hoạch Quốc hội giao. Lạm phát được kiềm chế theo mục tiêu đề ra. Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng kim ngạch xuất khẩu đã đạt mức kỷ lục 700 tỷ đô la Mỹ tính đến ngày 15 tháng 12. Sau nhiều năm, xuất siêu cũng đạt mức rất cao với 10,6 tỷ đô la Mỹ. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giải ngân cao nhất 5 năm trở lại đây, tính đến ngày 20 tháng 11 đạt 19,68 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước tính đến ngày 15 tháng 12 đạt kỷ lục hơn 1,69 triệu tỷ đồng, vượt gần 20% so với dự toán cả năm. Dù đạt mức tăng trưởng cao, tuy nhiên, nền kinh tế cũng phải đối mặt với những tồn tại, hạn chế, khó khăn. Ổn định kinh tế vĩ mô đối mặt với nhiều thách thức, sức ép lạm phát lớn, giá xăng, dầu, nguyên vật liệu đầu vào biến động mạnh, các thị trường xuất nhập khẩu lớn, truyền thống bị thu hẹp. Mặc dù kinh tế Việt Nam tăng trưởng nhanh trong năm 2022, nhưng cả giai đoạn 2021-2022 chỉ tăng trưởng bình quân xấp xỉ khoảng 5,2%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu tăng trưởng bình quân 6,5% mà Đại hội Đảng lần thứ 13 đặt ra cho cả giai đoạn 2021-2025. Đáng chú ý, kinh tế Việt Nam còn phụ thuộc nhiều vào khu vực đầu tư nước ngoài, trong khi vốn của các nhà đầu tư FDI chủ yếu là vốn vay. Khả năng tự chủ của nền kinh tế chịu ảnh hưởng mạnh từ biến động của hoạt động sản xuất, khu vực đầu tư nước ngoài và một số thị trường lớn. Hiện nay, trong cơ cấu kinh tế, khu vực FDI đóng góp tới 20,13% GDP, chiếm 72% tổng giá trị xuất khẩu, khoảng 50% sản lượng công nghiệp. Đánh giá dựa vào chỉ số giá trị gia tăng, doanh thu và việc làm cho thấy các doanh nghiệp FDI chi phối 12 trên 24 phân ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, đóng vai trò chi phối ở 4 trên 5 ngành công nghiệp xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam là dệt may, da giày, điện tử, sản xuất đồ gỗ và các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thay thế nhập khẩu như ngành cao su, nhựa, kim loại cơ bản và các sản phẩm cơ khí. Về sản xuất của Việt Nam còn hạn chế, chủ yếu là gia công, lắp ráp với giá trị gia tăng thấp. Khả năng thích ứng và sức chống chịu của nền kinh tế trước các cú sốc hoặc tác động bên ngoài còn yếu. Công nghiệp chế biến chế tạo ở Việt Nam chủ yếu là gia công và càng ngày mức độ gia công càng cao hơn. Trong khi đó, xuất nhập khẩu phụ thuộc chủ yếu vào một số khu vực thị trường như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, ASEAN và EU, đặc biệt là phụ thuộc nhập khẩu từ khu vực thị trường châu Á, chiếm xấp xỉ 80%. Các thị trường chưa có FTA như khu vực châu Á, châu Phi, Mỹ Latin, Bắc Âu, Đông Âu mới chỉ chiếm khoảng 10% kim ngạch xuất khẩu, vẫn còn nhiều dư địa để phát triển, nhưng chưa được khai thác hết tiềm năng xuất khẩu. Nhắc đến những vấn đề nổi bật trong năm 2022, không thể không nhắc tới những vấn đề giáo dục. Năm 2022 là năm ngành giáo dục tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19 suốt gần 3 năm liên tiếp. Thế nhưng trong năm đầy khó khăn, biến động ấy, ngành giáo dục vẫn bước vào năm học với một tâm thế mới, được xác định là năm trọng tâm triển khai nhiệm vụ đổi mới giáo dục ở bậc phổ thông. Đặc biệt, năm học 2022-2023 là năm đầu tiên triển khai chương trình mới ở cấp trung học phổ thông, với lớp 10. Học sinh không phải học 17 môn bắt buộc như hiện nay. Thay vào đó, các em học 8 môn và hoạt động giáo dục bắt buộc gồm ngữ văn, toán, ngoại ngữ 1, lịch sử, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng an ninh, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, nội dung giáo dục của địa phương. Bên cạnh đó, học sinh chọn 4 môn học trong 9 môn lựa chọn gồm địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, vật lý, hóa học, sinh học, công nghệ, tin học, âm nhạc và mỹ thuật. Dù là năm thứ 3 triển khai, nhưng thực trạng thiếu trường, lớp, đội ngũ giáo viên khiến việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới ở nhiều địa phương gặp khó khăn. Trong đó, nổi cộm hai vấn đề lớn là thiếu giáo viên cho các môn học mới và đội ngũ giáo viên dạy các môn tích hợp. Vài tháng trước, khi năm học mới bắt đầu, hàng loạt địa phương đã lên tiếng về tình trạng thiếu giáo viên các môn tin học và ngoại ngữ là hai môn bắt buộc từ lớp 3 ở năm học này và các môn mỹ thuật và âm nhạc đối với lớp 10. Theo con số thống kê được Bộ Giáo dục Đào tạo đưa ra, chỉ riêng số giáo viên dành cho các môn học mới của chương trình giáo dục phổ thông mới đến năm 2025-2026 đã thiếu 26.228 người. Năm học 2022-2023 cũng là năm thứ hai áp dụng dạy học tích hợp. Tuy nhiên, những bất cập, khó khăn nảy sinh từ năm học trước là đội ngũ giáo viên dạy tích hợp vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Kết thúc năm học 2021-2022, cả nước mới có khoảng vài trăm cử nhân sư phạm dạy môn tích hợp ra trường. Con số này là quá nhỏ so với nhu cầu của hàng ngàn trường trung học cơ sở. Giáo viên hiện nay được đào tạo dạy đơn môn, Rất khó để đứng lớp dạy kiến thức 2-3 môn liên tiếp với kiến thức tích hợp chuyên sâu. Các địa phương dù đã tăng tốc tổ chức bồi dưỡng giáo viên dạy môn tích hợp để chuẩn bị cho việc triển khai chương trình mới, nhưng kết quả vẫn còn khá khiêm tốn. Ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo cho rằng, khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, môn học tích hợp là một trong những điểm khác biệt rõ ràng của chương trình hiện hành, đòi hỏi giáo viên phải nỗ lực hơn. Dù vậy, với một học kỳ đã trải qua, giống như việc triển khai chương trình mới ở lớp 1, 2 và lớp 6 trước đây, mặc dù đầu năm học gặp một số khó khăn như sắp xếp thời khóa biểu, phân công giáo viên, phân chia chương trình các môn tích hợp, thiếu thiết bị học tập. Nhưng sau một thời gian ngắn, đa phần trường khắc phục được hạn chế, việc dạy học dần đi vào nề nếp. Trước mắt, ngành giáo dục sẽ phải tiếp tục xử lý những công việc liên quan chương trình mới cho những năm học tới như thẩm định sách giáo khoa các lớp 4, lớp 8, lớp 11 và chuẩn bị biên soạn cho lớp 5, lớp 9 và lớp 12. Đồng thời, bài toán giáo viên để đảm bảo dạy và học theo chương trình mới hiệu quả nhất cũng tiếp tục chờ ngành giáo dục đưa ra lời giải. Năm 2022 chứng kiến sự biến động mạnh mẽ của các thị trường như bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán, xăng dầu. Thị trường chứng khoán lên xuống thất thường, tăng kỷ lục trong những tháng đầu năm và đảo chiều lao dốc liên tục trong những tháng cuối năm. Do ảnh hưởng của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước tăng kỷ lục, cùng với đó là tình trạng đứt gãy nguồn cung khiến nhiều các cửa hàng xăng dầu phải đóng cửa hoặc mở bán cầm chừng. Hiện tượng này một phần do quyết tâm xử lý các bất cập tồn tại lâu dài của hoạt động kinh doanh ở một số doanh nghiệp lớn, vừa đặt ra ưu tiên phải tiếp tục giải quyết một cách quyết liệt, dứt điểm trong năm 2023. 2022 là năm đầy biến động của kinh tế Việt Nam, khi những vấn đề nội tại phát sinh kéo theo sự đứt gãy của nhiều lĩnh vực. Lĩnh vực bất động sản đối mặt hàng loạt khó khăn xuất phát từ việc thị trường đóng băng trong bối cảnh ngân hàng siết tín dụng, nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bị tắc. Lãnh đạo nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn như FLC, Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát vướng vòng lao lý. Nhìn lại các doanh nghiệp phát hành mới bộc lộ nhiều vấn đề khác như toàn bộ trái phiếu không có bảo lãnh, không tài sản đảm bảo, không xếp hạng tín nhiệm. Thậm chí, càng những ngày cuối năm, các doanh nghiệp không đủ khả năng trả lãi như cam kết với nhà đầu tư. Trong khi đó, khối lượng trái phiếu đáo hạn lên tới 144.500 tỷ đồng, trong đó khối lượng trái phiếu bất động sản chiếm 43,2%. Bộ Tài chính cũng đã ban hành Nghị định 65 sửa đổi để siết thị trường trái phiếu. 2022 là năm đầy biến động của ngành bất động sản, thị trường lên bổng xuống trầm, khi đầu năm sôi động nhưng đến giữa và cuối năm lại điều hưu, khó khăn. Thị trường bất động sản cuối năm ngấm đòn khi cạn room tín dụng, nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bị tắc. Trong khi đó, giá bất động sản lại tăng bất thường. Giá bất động sản năm 2022 tăng 30% so với năm 2021 và 50% so với 2019, có phân khúc tăng đến 100%. Bên cạnh đó, nguồn cung bất động sản hạn chế gây mất cân đối cung cầu, làm đẩy giá bất động sản mua bán đến cho thuê đều tăng. Tỷ lệ hấp thụ giảm, ít sản phẩm phù hợp với nhu cầu ở thực và giá cao. Nhiều doanh nghiệp, tập đoàn phải tinh giản bộ máy, nhân viên nghỉ việc 50%, các sàn giao dịch bất động sản đóng cửa nghỉ Tết sớm. Chứng khoán Việt Nam trải qua năm 2022 đầy sóng gió. VN Index từng vượt mốc 1.500 điểm, nhưng tới nay đã giảm khoảng 30% so với cuối năm 2021, có lúc chạm đáy 874 điểm. Thanh khoản cũng giảm mạnh. Chứng khoán trong nước nhiều lần là thị trường có chỉ số đại diện đội sổ trên bảng xếp hạng toàn cầu. Nhiều cổ phiếu chia 2 đến 3 lần thị giá từ đỉnh. Yếu tố tâm lý chi phối thị trường với các thông tin tiêu cực về thao túng thị trường chứng khoán xảy ra ở nhóm FLC, Louis, hiệu ứng domino từ thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Tuy nhiên, thị trường vẫn ghi nhận điểm sáng, duy trì sức hút với nhà đầu tư trong, ngoài nước. Năm 2022, các vụ việc rúng động liên quan tới loạt doanh nhân nổi tiếng dính lao lý về tội lừa đảo, thao túng thị trường chứng khoán, gồm ông Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch tập đoàn FLC, ông Đỗ Anh Dũng, chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh, bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Đỗ Thành Nhân, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Louis Holding. Và cũng trong năm nay, thị trường xăng dầu Việt Nam đối mặt với những biến động dị biệt khi hàng loạt cây xăng đóng cửa dừng bán, nhiều doanh nghiệp nhập khẩu, phân phối xăng dầu bị rút giấy phép sau khi bị phát hiện có nhiều vi phạm. Tình trạng lộn xộn trong cấp phép, kinh doanh xăng dầu lần đầu tiên bộc lộ những yếu điểm gây tác động lớn đến đời sống người dân và hoạt động của doanh nghiệp trên toàn quốc khi tình trạng đứt gãy nguồn cung kéo dài trong nhiều tháng liên tiếp ở các tỉnh, thành phố. Những vi phạm về cung ứng, dự trữ xăng dầu cũng như những vấn đề bất cập liên quan đến chi phí, chiết khấu cho doanh nghiệp xăng dầu cũng phát lộ. Căng thẳng nguồn cung kéo dài khiến chính phủ phải lên tiếng, yêu cầu Bộ Công Thương và Bộ Tài chính tập trung vá các lỗ hổng về kinh doanh xăng dầu thông qua sửa Nghị định 95, đồng thời thực hiện hàng loạt các biện pháp đảm bảo nguồn cung. Năm 2022 có thể là một năm đầy biến động với nhiều ngành, lĩnh vực. Thế nhưng đối với ngành thể thao, văn hóa nước nhà, đây có thể được coi là một năm đầy thành công. Nhiều sự kiện được tổ chức thành công và thu được thành tích lịch sử. Với thành công của SEA Games 31, Việt Nam được đánh giá cao về công tác tổ chức, thành tích chuyên môn cũng như công tác quảng bá hình ảnh đất nước, con người và du lịch Việt Nam sau hơn 2 năm chiến đấu chống đại dịch COVID-19. Đại hội được tổ chức tại Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 23 tháng 5 năm 2022, sau thời gian phải tạm hoãn bởi đại dịch COVID-19. SEA Games 31 đã thành công rực rỡ cả về hình ảnh và thành tích chuyên môn. Với khẩu hiệu, vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn, Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, SEA Games 31, từ ngày 12 đến ngày 23 tháng 5 năm 2022. Hình ảnh những nhà thi đấu không còn chỗ trống, họ reo vang dội cả khi thời gian đã bước sang ngày mới. Những sân vận động phủ kín khán giả, dù không có đội tuyển Việt Nam thi đấu, để lại ấn tượng sâu sắc tới vận động viên và bạn bè quốc tế. Qua 14 ngày tranh tài, đoàn thể thao chủ nhà Việt Nam đoạt 205 huy chương vàng, 125 huy chương bạc và 116 huy chương đồng. Việt Nam giành ngôi nhất toàn đoàn với hàng loạt những thành tích ấn tượng, đã đảm bảo một kỳ SEA Games công bằng, công khai, thể hiện tinh thần thể thao cao thượng, tinh thần đoàn kết của cộng đồng ASEAN. Việt Nam đã tạo ấn tượng sâu sắc về một nước thành viên ASEAN thân thiện, mến khách, chu đáo và đã hoàn toàn khôi phục và đang phát triển mạnh mẽ. Thưa quý vị, năm 2022 cũng là một năm các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch được quan tâm. Trong năm vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong lĩnh vực xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa, xây dựng con người Việt Nam, thời kỳ đổi mới, hội nhập gắn với giữ gìn, phát huy giá trị thuần phong, mỹ tục và các hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình, con người Việt Nam. Quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc ngày 24 tháng 11 năm 2021, các ban, bộ, ngành triển khai hàng loạt hành động thiết thực và cụ thể. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã ban hành kế hoạch, hành động, thực hiện kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc và Chiến lược Phát triển Văn hóa đến năm 2030, giai đoạn 2023-2025. Kế hoạch hành động nhằm cụ thể hóa, triển khai các nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch được phân công theo kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc và Chiến lược Phát triển Văn hóa đến năm 2030, ban hành theo quyết định số 1909 QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2023-2025. Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì tổ chức hội thảo quốc gia, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới, diễn ra ngày 29 tháng 11 năm 2022, thu hút gần 500 đại biểu, bước đầu đưa ra những tiêu chí về các hệ giá trị làm cơ sở tiếp tục nghiên cứu và thảo luận. Quốc hội chỉ đạo Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội tổ chức hội thảo văn hóa năm 2022 với chủ đề Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa, thu hút gần 800 đại biểu, diễn ra ngày 17 tháng 12 tại Bắc Ninh. Liên quan tới nguồn lực cho phát triển văn hóa, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung, làm ngay. Trong đó có yêu cầu cấp thiết sớm xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa với 9 nhóm chính sách được đề ra tại hội thảo. Bên cạnh đó, ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo của nhà Nguyễn đúc năm 1823, triều Minh Mạng 1820-1841 được vua Bảo Đại khi thoái vị, chọn cùng thanh bảo kiếm mà phụ vương của ông là vua Khải Định 1916-1925 trao lại để bàn giao cho chính quyền cách mạng ngày 30 tháng 8 năm 1945. Việc đàm phán thành công và hồi hương ấn vàng triều Nguyễn, Hoàng đế Chi Bảo là minh chứng cho chính sách ngoại giao, văn hóa đúng đắn mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc trong Hội nghị Văn hóa Toàn quốc năm 2021, giúp hoàn thiện các sưu tập cổ vật, bảo vật, di sản văn hóa bị thất lạc hoặc chảy máu ra nước ngoài. Thưa quý vị, với sự vào cuộc mạnh mẽ và đồng bộ của các ban chỉ đạo ở trung ương và địa phương, nhiều vụ tham nhũng, tiêu cực có sự móc ngoặc, thông đồng từ trung ương đến địa phương, giữa một số lãnh đạo các cấp với doanh nghiệp và đặc biệt các đại án có sự tham gia của các doanh nghiệp ngoài nhà nước như FLC, Tân Hoàng Minh, An Đông đã được đưa ra ánh sáng. Trong năm 2022, Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã ban hành gần 30 nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở 63 tỉnh thành bước đầu có hiệu quả. Việc xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên vi phạm được tiến hành thận trọng, khách quan, công tâm, đúng quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Các cơ quan tố tụng đã được khởi tố, điều tra gần 2.500 vụ về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ, trong đó có nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp như vụ án xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, các vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á, Tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh, Công ty AIC, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Công cuộc phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực tiếp tục góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, cán bộ, đảng viên vào sự lãnh đạo của Đảng và chế độ. Công cuộc phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, cán bộ, đảng viên vào sự lãnh đạo của Đảng và chế độ. Ảnh hưởng tích cực của mạng xã hội đến đời sống là điều không thể phủ nhận, chẳng hạn như việc cộng đồng mạng kêu gọi chung tay ủng hộ một cháu bé có hoàn cảnh khó khăn nhưng mắc bệnh hiểm nghèo, hay sự lan truyền của những thông tin tốt, những tấm gương tốt trên phạm vi rộng lớn và tốc độ chóng mặt, giúp cho hoạt động quảng cáo, truyền thông, thương mại điện tử phát triển nhanh. Tuy nhiên, bên cạnh đó, mạng xã hội ngày càng bị lợi dụng để phát tán những thông tin xấu độc, thiếu kiểm chứng, lôi kéo đông đảo người tham gia bởi sự hiếu kỳ, tò mò. Do đó, nhằm đưa ra khuôn khổ pháp lý với các nền tảng xã hội, livestream hay các ứng dụng trực tuyến để dự phòng rủi ro thông tin xấu, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có nhiều biện pháp xử lý, răn đe đối với những đối tượng có những bình luận, phát ngôn không chuẩn mực, không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam. Năm 2022, nhiều người nổi tiếng đã bị xử phạt, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự vì có bình luận, phát ngôn không chuẩn mực, xúc phạm danh dự nhân phẩm, uy tín của tổ chức cá nhân trên mạng xã hội. Điển hình, việc bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự. Ba người giúp sức cho bà Phương Hằng thực hiện các buổi livestream có phát ngôn về chuyện bí mật đời tư, cũng như nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của nhiều nghị sĩ cũng bị tạm giam. Vào cuối tháng 11 năm 2022, N.Ono, một TikToker nổi tiếng, đã bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 7,5 triệu đồng với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc, trong khi nhiều video đăng tải trên mạng xã hội có những lời nói miệt thị, xem thường người khác, đặc biệt với những người có hoàn cảnh khó khăn. Cũng vào đầu tháng 9 năm 2022, NTTL, một nữ streamer nổi tiếng, đã bị Công an tỉnh Thái Bình xử phạt 10 triệu đồng vì phát ngôn vạ miệng, xúc phạm đến uy tín, hình ảnh của lãnh đạo Đảng, nhà nước với ngôn từ kỳ thị đối với người bị hói tóc. Việc mạnh tay quét rác phát ngôn trên mạng xã hội của cơ quan chức năng là hồi chuông cảnh tỉnh đối với người dùng mạng xã hội trước lằn danh tự do ngôn luận và hành vi vi phạm pháp luật. Trong một xã hội văn minh, việc sử dụng công nghệ thông tin sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống thực của mỗi người, nên từng cá nhân phải có trách nhiệm đến lời nói, hành động của mình. Bản thân người dùng mạng phải biết nhận diện, có nhận thức, tự mình ý thức rằng đôi khi ta lai điều sai trái là đang cổ suý, là gây hại và đầu độc cho lớp trẻ. Một cá nhân, một tập thể khi nhận biết được điều này sẽ tạo ra hiệu ứng tốt và dễ dàng loại bỏ những con sâu đang ngày càng đục khoét văn hóa mạng. Như vậy, sẽ giảm tiêu cực trên mạng xã hội, chỉ còn lan tỏa những điều tốt đẹp. Chúng ta nên nhớ, mạng xã hội chỉ là ảo, nhưng chế tài xử phạt thì có thật. Đừng để những thứ ảo khiến chúng ta vượt qua giá trị đạo đức, pháp luật. Những sự kiện vừa rồi chỉ là 10 tiêu biểu mà ekip chương trình đã bình chọn trong số rất nhiều những sự kiện trong nước nổi bật của năm 2022. Bản tin đặc biệt cuối năm 2022 của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Chúc quý vị có một năm mới 2023 luôn dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui và hoàn thành được mọi mục tiêu như kế hoạch. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào bản tin tiếp theo.